À, Dương Nguyễn từng nói nhiều khi Dương Nguyễn trong những cơn say rượu và những cơn nằm mơ của Dương Nguyễn á, Dương Nguyễn nói là cái building này của Dương Nguyễn á, là xét về độ đẹp là nhất nhì ở đường này. Ảo thật Thì đấy. đó là nằm mơ thôi các bạn. Cái bức tường này cao làm trắng các bạn sợ sợ bạn là buồn buồn đời buồn tình này nọ kia, có những cái suy nghĩ mà nó không được chuẩn chỉ trong một giây phút nào đó đó các bạn. Ê, cái đó là nhà trọ phải không? Cái đó nhà trọ, cái này cái màn này mà tầm 5 giờ tới 7 giờ đứng đợi địa cũng được đó ha. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu. Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Rồi, chào mừng các bạn đến với sân thượng của THOL Gym quận 7. Bạn nhìn thấy rộng không? Đó, bạn nhìn thấy ghê không? Bạn nhìn thấy Sài Gòn cao không? Tất cả những cái building của BBT đều nhìn thấy những cái vùng cao của Sài Gòn. Giống như là bạn nhìn thấy không? Bao nhiêu dự án cao tầng đang được triển khai, mặt trước, mặt trong, mặt sau, bốn mặt luôn. Mặt nào cũng ghê hết á. Chỉ có cái mặt này có mặt trời thôi. Nên chói quá Duy Nguyễn không đứng được. Ngày hôm nay Duy Nguyễn qua đây thì các đội thợ cũng đang triển khai những cái phần để hoàn thiện cái sân thượng này. Thì cái sân thượng này được hoàn thiện thì bạn sẽ nhìn nó giống như cái mô hình sân thượng bên Bình Tân các bạn. Nó là một cái nơi để chúng ta có thể, thứ nhất event buổi tối, cái nơi chúng ta có thể tập luyện, cái nơi chúng ta có thể thư giãn, cái nơi chúng ta có thể chụp hình, và cái nơi chúng ta có thể ngắm toàn cảnh Sài Gòn về đêm. Đó, khi mà khách hàng đến với BBT quận 7 á, thì các bạn sẽ được có cái đường cho bạn lên đây để các bạn ngắm toàn cảnh Sài Gòn về đêm, những cái chung cư, những cái dự án, những cái công trình điểm nhấn của đô thị như cầu Phú Mỹ. Cầu Phú Mỹ là một biểu tượng của Sài Gòn nha các bạn. Bạn nhớ chưa? Bạn nhớ cái lời bài hát không? Thủ Thiêm Phú Mỹ ta nâng tầm kinh tế, quận 2 Nhà Bè kết nối mạch giao thương. Đó, ý đồ là như vậy. Sàn á thì được lót bằng gạch này, lót hết nguyên cái sân thượng luôn. Rồi xong rồi cái tường đó ốp bằng gạch luôn cho nó sạch đẹp, và tất cả đều dựng lên những cái đèn như cái sân banh nha bạn. Dựng lên đèn đang đặt làm nha, dựng lên đèn rồi sân banh. Nhưng mà đặc thù là Duy Nguyễn có thiết kế một cái ghế, các bạn nhìn nè, đang làm mà đang làm những cái bệ ghế á, để cho các bạn đứng lên các bạn nhìn thấy cái view mặt trước của BBT 7 nha bạn. Bây giờ Duy sẽ đứng đi cho các bạn coi. Đây, nếu mà ở đây á thì cái bức tường này sẽ rất là cao, nên ở đây á thì nếu mà các bạn cao, chiều cao 1m72 như Duy á, thì các bạn chỉ nhìn thấy được cái nóc nhà người ta thôi, bạn không thể nào nhìn thấy được đường phố, bạn không thể nào được nhìn thấy Sài Gòn. Còn sau này tự nhiên ra mây đẹp vậy ta. Ê, mây này đẹp bạn nè, đánh giá là mây này đẹp nha. Rồi bây giờ nè, trên này nè sẽ lót đá nha, cái bàn Duy Nguyễn đang làm đó các bạn, chưa xong nha, lót đá các bạn, lót đá đứng lên nhìn xuống, ồ mẹ ghê quá, nhìn xuống quá, wow, ghê quá, nhìn xuống ồ ghê quá, đường thẳng quá. Ồ, nói chung á thì ở bên đây á là Duy thấy á, mình không phải là thế mạnh về điểm cao một cách toàn diện. Tất nhiên cũng có những cái tòa nhà nó cũng cao cỡ này, như kế bên là cao hơn mình xíu, đúng không? Nhưng mà mình được một cái lợi thế, đó là cái view mình nó rất là thoáng các bạn. Thật sự á thì trên camera các bạn không hình dung được đâu, bạn đứng góc này nhìn rất là thoáng, qua góc bên này, cái góc bên này thì thua, mà góc bên này bảo đảm không có gì để nhìn hết á. Cái góc bên này ngộ lắm nha, cái góc bên này là đường Nguyễn Văn Linh các bạn, mà đường Nguyễn Văn Linh ở đây toàn là nhà trọ không à. Ngộ ngộ vậy á, khu này nhà trọ với tiệm tạp hóa, nên đa phần á là kiến trúc nó sẽ thấp. Ở ngoài kia là đường Nguyễn Văn Linh, đối diện là mấy cái showroom xe của mấy cái hãng xe nhỏ nhỏ bên Mỹ, như hãng Volvo đó bạn, như hãng gì nữa nè, như hãng Mazda, như hãng gì tùm lum la ngoài đây nè. Nên ở cái hướng này á thì nó sẽ không có nhiều cao ốc, nó đi vào quận 4 nó mới có bạn nè. Còn hướng này nè, không đó, hướng này hướng gì? Phú Mỹ Hưng. Đúng rồi, trời ơi, đợi nãy giờ nói mới xong đó hả? Rồi đây, Duy Nguyễn từng nói nhiều khi Duy Nguyễn trong những cơn say rượu và những cơn nằm mơ của Duy Nguyễn á, Duy Nguyễn nói là cái building này của Duy Nguyễn á, là xét về độ đẹp là nhất nhì ở đường này. Ôi trời ơi. Thì đó là nằm mơ thôi các bạn. Bây giờ em kìa, em lia cái camera về hướng này nè em. Đó, thấy không? Thấy chưa? Nguyên cái dàn background luôn kìa. Thấy không?
Tức là ý anh là gì? Nguyên nguyên cái nhà cao tầng bách ra bách đó đó, nó làm bách rau cho nhà anh đó. Wow. Thôi đừng bắt bẻ mà, tao nói vậy cũng được mà. Không được. Tao làm video thôi ba ơi, ba ơi, nhìn mặt căng vậy. Đó không. Nhưng mà gì? Hệ sinh thái hàng dừa nước. Tại sao nó có hàng dừa nước? Em lộng lẫy ven đôi bờ cỏ lá, đẹp rạng ngời, rực rỡ nhất khu Nam. Thì làm sao, ý đó là cái miếng đất đó đó, ngày xưa anh kiếm đó, là trời đất ơi, là lao xị là cỏ lá là dừa nước không à. Nhưng mà được cái là ngực tấn công mong phòng thủ thêm cái nở hậu đồ này đồ kia đó, đẹp rạng ngời nhất khu Nam. Bây giờ các bạn đi mua đất đi, mình đại gia thì mình không nói nha các bạn. Nhưng bạn nói mình tầm trung trung chừng mấy chục tỷ quay đầu thôi. Chiều ngang mà 12 mét. Nó đẹp lắm bạn ơi. Đúng rồi anh em ạ. Tự nhiên mà đi bằng gặp chiều ngang 12 mét chứ chiều ngang 16 mét là bạn thích liền rồi. Cái đó mình nói thiệt. Cái đó mình nói thiệt nha các bạn. Nên mình gặp là mình của mình phải say nắng. Mình say nắng không mình bụp nó luôn, cái giấc mộng trăm năm nữa. Nè nhìn nó không? Thấy không? Thấy chưa? Công viên Hương Tràm. Ủa lộn, công viên Hương Tràm nha. Không? Đó, nhìn về quận 1. Nhìn về Sài Gòn. Nhìn về quận 4. Không? Nhìn về quận... Ê quay qua nhà kế bên, ta có làm phòng thang máy kìa mày ơi. Ta làm micro chưa? Sao mai mốt mình không làm phòng thang máy giống vậy cho đẹp. Mình phải thấy người ta hay gì đó mình học nha. Đúng rồi anh em ạ. Đó, đây, góc này là góc xéo. Góc này góc mấy giờ ta? Góc này góc 5 giờ, đúng không? 5 giờ này nhìn thấy không? Ở mặt trời chiếu vô chói quá vậy hơi chánh tay hả? Ồ phải chánh tay ông ơi. Trong những cái hàng dừa nước là dữ thiệt. Đó cảng. Đúng không? Cảng nó đẹp chưa? Không nó nguyên luôn khu, tao không biết nhà cái bên là nhà gì nữa. Nó Sài Gòn nó cứ dấp nhô vậy đó. Nó nói chung á, tại sao anh Kim quay nhiều như vậy? Hai cái câu cuối của bài hát này là gì anh? Người xa có thấy không, Sài Gòn bây giờ mới là Ngọc Viễn Đông. Tức là ở một cái nhà nhỏ nhỏ của anh Duy Nguyễn, một cơ thể nhỏ nhỏ, một lứa tuổi cũng nhỏ nhỏ anh Duy Nguyễn. Đúng không? Đứng trên nóc nhà của anh Duy Nguyễn, không phải nóc mà cái sân thượng. Chúng ta nhìn thấy bao quát Sài Gòn bây giờ mới là Ngọc Viễn Đông. Hiểu rồi chưa? Đó. Rồi đó các bạn thấy đó. Sau khi mà Duy Nguyễn đi tour nhỏ nhỏ trên sân thượng của Duy Nguyễn thì Duy Nguyễn thấy mỏi chân rồi đó. Nói chung cái chỗ này sẽ là cái chỗ tập luyện nha các bạn. Cái chỗ này chỗ quay có bồ quạt cao nữa. Có những cái bài có bồ quạt cao là Duy Nguyễn sẽ ôm nhỏ kia quay vòng xong luyện. Nói chung thực hiện rất là nhiều dự án ở trên đây. Nên cái chỗ này là Duy Nguyễn cũng đầu tư rất là nhiều tiền các bạn. Thật sự thì mỗi góc cách mò của cái BBT quận 7 này đều tốn kém mà. Làm thôi chứ nhiều khi cũng sót tiền. Mà lỡ làm rồi thì cũng đã giờ bỏ chứ. Không được. Bây giờ gặp này nó đòi tiền quá trời luôn nè. Nó gặp này nè, rồi xong rồi tiền công, tiền thợ luôn. Trời ơi, tất cả các nước, đèn đuốc nữa. Mấy chục cái đèn. Ốp lên, ốp nọ đồ. Xong rồi làm hoàn thiện này chắc mấy tháng mấy hơn. Nên giờ thật sự bạn, đuối bạn. Mà dịch giả vậy cứ bắt đóng cửa hoài cũng khổ. Làm cái video này tao tưởng là mình làm video kiếm tiền, không có kiếm tiền đâu. Mình làm video quảng cáo phòng gym mà. Nhưng mà khổ một cái, giờ quảng cáo phòng gym nó tập đâu được đâu, dịch quá trời. Buồn. Thôi như bạn cứ share like video đi cho gì đỡ buồn nha. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi video. Hay thì mua sub đi ba. Like share là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.